xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft thử thách. Thì dưới chân Noob đây là một cái dương Ender. Đấy, và trong này có chứa, mình sẽ mở ra. Đây, chính là 101 cái Lucky Block Superland. Đó, và rất là nhiều kim cương để chúng ta tiến hành mắc may mắn. Ủa, bị thiếu mất 5 kim cương rồi. Thôi không sao các bạn này, yên tâm các bạn, chắc là mình nghĩ rằng là trong cái thời gian mình đập cái Lucky Block mắc may mắn khoảng đâu đó một stack thì chắc là cũng kiếm được đâu đó 5 viên block kim cương các bạn, yên tâm nhá. Thì Lucky Block Superland này các bạn có thể là hiểu rằng là những cái nguyên tố bao quanh trái đất của chúng ta, ví dụ như là đất nước này, không khí, gió, giếc, băng, biết là có tất cả trong cái Lucky Block này rồi. Đấy, thế nên là nó đặt tên là Superland. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhỉ. Mình sẽ bắt đầu tiến hành mắc may mắn xem nào. 16 cái Lucky Block đầu tiên. Đấy, 16 cái Lucky Block đầu tiên nhá. Chúng ta triển luôn các bạn này. Chiến luôn. Rồi, rồi, rồi. Được cái áo, cái này hình như áo nước này. Đó, uầy, áo giáp vàng luôn. Đấy, các bạn thấy xịn không? Trời ơi, rồi, ngày hôm nay là chắc chắn là có rất là nhiều set đồ VIP được Noob khai quật. Đấy. Rồi, chúng ta có cái gì đấy? Cái đồ màu tím đấy là đồ gì ấy nhỉ? Quên mất rồi, chắc là quặng các bạn đây. Chắc là liên quan đến quặng thạch anh tím chăng. Ok. Cái này là mấy cái này là tiếng bên Nga đấy các bạn, chứ không phải tiếng Anh đâu. Ok, chúng ta có một cái này là gì đây? Uầy, quả này giống như kiểu là mặt trời các bạn đây. Ui ui. Wow. Sa man vậy. Ui. Trời. Cái này nó hơi bị ghê nha. Cái này là một quả bóng các bạn ạ, nhưng mà bóng này mình giống kiểu mặt trời hơn. Ui. Wow, ném này, ném bình thường này nó không có tác dụng gì đâu. Ném bình thường nó không có tác dụng gì đâu. Đấy. Nhưng mà ném vào một vật thể, nói chung là một cái động vật sống nào thì thôi. Dã man. Ghê quá. Ừ, cất ở đây đã. Cần phải bảo tồn các bạn. Ui, được của nó đấy nhỉ. Xịn sò con bò đấy, không phải dạng vừa đâu. Ok, không có cái gì. Trời đất ơi. Ủa, mắc may mắn lại không có cái gì là sao ta? Rồi, chúng ta nhận được một cái này đi. Zeit à? Zeit hâu. Ui, cái này sẽ giúp cho mình nhảy cao. Ui, siêu cao luôn. Được các bạn. Được đấy, xịn sò đấy các bạn. Rồi, một cái áo gì đây? Thề luôn là cái này là tiếng. Ui. À, cái này chắc là năng lượng đến từ gọi là sao hỏa rồi các bạn. Đó, cái này là ui, lửa đốt này. Rồi, ok nha. Cái này chắc là lửa các bạn. Lửa, có nước là phải có lửa. À, chết giờ, mặc lại. Cái này, áo này thì có kháng lửa bạn. Bây giờ mình cởi ra nó sẽ bị lửa đốt thì mình sẽ phải xuống nước nha. Đây này, mặc này bạn. Ui xời ơi, trời ơi rồi. Rồi, ok, sống rồi các bạn này. Ô, vẫn chưa sống ạ, à? À, đây rồi, được rồi. Rồi, rồi, lỡ tay mặc cái áo đấy vào thôi là đi bụi liền. Ồ, hình như đây là cái quặng các bạn. Đây là cái quặng mà chúng ta sẽ đào để có thể là chế tạo được này. Uầy, cái này mình không có cúc các bạn. Mình không có cúc ở đây nên thôi chịu thôi. Rồi, chúng ta lại được cái quặng gì tiếp đây? Quặng này là quặng gì đây? Giống kim cương cái này. Mình không có cúp ở đây thế là mình không đào được các bạn. Tạm thời mình cứ để ở đây đã. Sau đó tí nữa có gì có cúp thì mình sẽ đào sau nhá. Rồi, chúng ta nhận được một đôi giày, như là đôi giày gió. Biết ngay mà. Đôi giày gió này sẽ giúp cho mình đào rất là xa này. Uầy, có hiệu ứng đào xa đấy các bạn. Đấy, xa lắm luôn. Rồi, được rồi, mỗi set đồ mình nhận được một món đồ này làm ăn cái gì nhỉ? Rồi, chúng ta nhận được một cái gì đây? Cái này giống như kiểu là cái banner vậy. Uầy, xem nào. Wow. Uầy, cái này anh em họ hàng mấy cái cung à? Ghê vậy, cái này bắn ra cái gì này? Ở nhà mình sẽ test thử xem. Cái này là Winnet. Cái này giống như kiểu là sức mạnh của gió. Đúng rồi, cái này là sức mạnh của gió. Nhưng mà ở nhà mình xem là có thể fly được rồi thì mình ra đây. Uầy, thổi gió đấy các bạn. Uầy. Wow. Hết luôn các bạn. Hết. Không bắn được luôn các bạn. À đây rồi. À, lại bắn được lại rồi. Cái này hình như là nó cần loát kỹ năng. Uầy. Đó, các bạn thấy không? Kiểu như đây là cái vũ khí của thần gió đấy. Thần gió này. Nhưng mà nói chung không mạnh lắm. Bắn con ngựa phải tầm sao nào? 3-4 cái mới chết cơ. Ok, chúng ta sẽ cứ để đây đã. Rồi, tiếp tục đi. Vẫn còn hai cái Lucky Block nữa. Uầy. Trời đất ơi. Cái này hình như là cái block ấy này, block lửa này. Xem nào. Phải không ta? Ui, cái này đào tay không có được.
Thôi mình tạm thời để đây đã. Sau đó chúng ta sẽ đây mắc may mắn cái 21 cái lucky block này đi đã. Trời đất ơi, không có cúp ạ. Không có cúp ạ. À, chúng ta nhận được một chai 7 chai Fanta. Ui. Trời nước khoáng luôn ạ. Nước à đâu nước ngọt luôn ạ. Uống luôn các bạn. Sảng khoái. Ui. Tí chết. Tí chết vì độ cao. Uầy, wow, có đất này các bạn. Đấy, cái đất này chúng ta, đất này không phải bình thường nha. Đất này là đất xịn đấy. Superland mà toàn đồ xịn luôn. Đấy nha, mình cần có cái cúp để mình có thể đào được các bạn ơi. Rồi, chúng ta nhận được một cái quần water nữa này. Phải không? Ờ, đúng rồi, chuẩn xác luôn. Rồi, chúng ta cứ mặc bộ nào full bộ đấy đi cho nó đẹp trai các bạn. Rồi, chúng ta nhận được cái quả bóng. Đây, quả bóng nước này. Mình đoán chắc đây là quả bóng nước luôn. Và chúng ta thử xem nào. Ồ, cái này không ném được à? Quả này lại không ném được này. Ở đâu? À ném được các bạn. Ờ luôn. Ném được các bạn. Quả này không gây nổ. Chắc là quả này gây hiệu ứng. Mình đoán là gây hiệu ứng liên quan đến nước của, chắc là ngạt thở à. Dễ lắm. Nào. Cái này chắc phải ném. Ôi ném không được. Chỉ vào vật thể này. Rồi luôn. Cái này là cái gì đây? À vẫn là cái block quặng các bạn. Rồi tiếp là một thanh kiếm. Rồi chúng ta có một thanh kiếm. Ui 1500 sức tấn công. Rồi thanh kiếm với sức mạnh của lửa. Ok nha. Các bạn đã biết rằng là mình mặc, nói chung là mình mặc hay mình cầm bất cứ cái đồ gì liên quan đến sức mạnh của lửa ấy, nguyên tố lửa là đây. Xung quanh đây chúng ta đều cháy hết. Đấy các bạn thấy không? Trời ơi cháy hết đến nỗi cả mình còn cháy mà. Ê bây giờ dạ rồi. Lỡ cầm vào rồi. Chúng ta sẽ có 5 giây này các bạn thấy không? Thì bây giờ mình phải tìm nước đã. Mình trốn vào đây lại để cho nó bị cháy. Đó. Các bạn thấy không? Vẫn cháy này. Bỏ ra là vẫn cháy. Ok nhá, sống rồi. Wow. Tính ra đồ lửa đồ mạnh nhất đấy. Nên là mình sẽ cất, tạm thời cất đi đã. Được một mỗi một cái áo lửa thôi. Thế nào? Ok, mình trời tối rồi thì mình sẽ uống nhìn trong bóng tối vào nhờ. Chưa có cái mũ nào nên đâm ra không có nhìn trong bóng tối. Rồi, chúng ta nhận được một đôi giày màu hồng. Cái gì đây? Wet Ten. Đôi giày màu hồng này là nguyên tố gì đây ta? Mình chưa xác định được màu hồng là nguyên tố gì các bạn. Rồi, chúng ta nhận được một quả táo rẻ ít này. Overpower. Rồi luôn. Táo này tăng sức tấn công. Tăng sức tấn công. Tăng speed. Cũng được. Tăng sức tấn công là xịn rồi. Ok, nhận được một cái gậy các bạn. Uầy 1.300. À 1.003. Uầy. Đấy, cái gậy này là có khả năng biến. Biến biến. À đâu, quên mất. Xóa mọi hiệu ứng các bạn. Xóa mọi hiệu ứng xung quanh bản thân mình. Nói chung là có độc hay có lợi hay có hại là đều bị xóa hết. Rất là xịn sò. Ok nhá, cái gậy này để giải độc này. Hợp lý. Tạm thời mình cứ cầm mà. Rồi chúng ta có block vô hình. Block tàng hình này. Đào không có được đâu. Rồi chúng ta có. Uầy. Cái này là cái gì đây? Uầy giống như kiểu là hacker vậy. Chà, nói chung là có rất là nhiều cái quặng ở đây mà. Tạm thời là cái này mà mình đào được block xong mình phân tách ra là chắc chắn là mình sẽ chế tạo được nguyên một set đồ luôn đấy. Nhưng mà chưa có cúp. Ok, chúng ta có emerald ở đây này. Chưa có cái cúp các bạn ạ. Có khi nào mình hy sinh một block kim cương không? Rồi, chúng ta có cái quần gì đây? Quần đét gì đây? Ui. Trời ơi, cái đồ này xịn vậy. Ui. Ui, xịn lắm các bạn ơi. Wow. Của mình nó mà chiếm rất là nhiều chỉ số này. Mình đoán rằng là cái đồ này chắc là đồ VIP nhất rồi đấy. VIP nhất nhì ở trong cái chắc là nhất, mình đoán là nhất ở trong cái lucky block này. Ok nhá, mình cứ tưởng là lửa là VIP nhất cơ nhưng không. Uầy, lại có thêm cái gì nữa này. Có thêm một món đồ mới. Một món đồ mới mà chúng ta nghi ngờ là món đồ VIP. Ok, không sao. Đấy các bạn đấy bị thiếu này. Rồi, tí nữa mình sẽ cố gắng là kiếm bù lại các bạn, kiếm kim cương để bù lại để chúng ta làm mắc may mắn. Uầy, lại thêm này. Rất là nhiều block luôn các bạn ơi. Man thật. Giờ mình sẽ cần có cái cúp. Mình cần một cái cúp. Trời đất ơi, có ai đó không? Rồi, chúng ta có cái gì đây? Eder Oak Apple. Rồi nha, xem nào, sao nào. Cái quả táo này thì cho mình chắc là cũng hiệu ứng tấn công với các thứ thôi. Nó không tăng máu. Tạm thời để đây đã. Mình không có một cái quặng nào. Ui dồi. Đấy, đào nhanh được. À, cho mình vội vàng nữa các bạn ạ. Cho mình vội vàng nữa. Rồi, chúng ta xem cái giếng này cho mình cái gì nào. Uầy, cho mình táo vàng ạ. Đấy, già. Con này láo nhờ. Uầy, các bạn thấy không, sức mạnh không? Đấm một cái chết luôn con người xương ạ. Ghê chưa? Có khi nào tí nữa mình thử xuống đấm thử con rồng em nhá. Đấm thử con rồng em. Ôi, đấm cái chết con Whipper luôn. Uầy, cái này là băng này. Cái này là băng này các bạn. Băng tuyết này, nhìn này, nhìn là biết rồi.
vàng này. Ôi chúng ta có đôi giày này. Ui ngon các bạn ơi. Ui vip lắm này. Ôi nhưng mà đôi giày này không bay được. Đôi giày này không cho mình hiệu ứng fly. Chỉ có cái đôi giày của gió này các bạn. Rồi luôn. Nhìn nó thế thôi mà nó không cho mình hiệu ứng fly nhỉ. Đẻo nhờ. Trời ơi tưởng nó vip cơ. Ui đập ba cái lucky block mà không cho cái. Rồi ok chúng ta có một cái ultimate. Cái gì đây ultimate gemstone này. Ui từ nha. Mình đã nhận được một cái gem rồi. Mình thử chế tạo xem là có chế tạo được cái cúp không. Mình đang bị thiếu một cái cúp. Để mình đào hết đống đống quặng kia bạn. Ok từ nha. Chế tạo được cái cúp là ngon luôn đấy. Ngon luôn đấy các bạn ạ. Ui được luôn. Ngon quá. Ok xịn sò. Rồi mình sẽ ra đào cái cúp kia. À đâu, ra đào mấy cái quặng kia đã. Rồi, đào hết các bạn. Đào hết để tí nữa chúng mình còn chế. Ơ đâu rồi. Không có fly à. Fly đến từ cái quần à. Ơ fly đến từ cái gì. Rõ ràng là fly đến từ đôi giày. Đôi giày gió mà. Ơ đòi luôn không bay được luôn bạn ơi. Rồi, đây. Đôi giày này. Xem nào. Không phải. Ơ mình nhớ rằng là fly là. Rồi luôn. Fly là đến từ đôi giày của gió mà nhỡ. Buồn cười thật. Rồi ok. À đây. Đây là hiệu ứng ấy à. Chắc là quả. Mình nghĩ rằng là cái này. Hay là cái này nhỉ. Không phải. Trời đất ơi. Fly là vừa lấy mình nhớ rằng là đến từ đôi giày cơ mà. Ăn quả táo xem nào. Không quả táo này không cho mình fly bạn. Ô sao lại mất hiệu ứng fly đến từ đôi giày rồi nhỉ. Thôi kệ đi. Ok chúng ta sẽ đào block này đã. Đây là sức mạnh gì đây. Mori game à. Ok Mori game nhá. Mori game có thể phân tách được ra cái game game nhỏ để chúng ta để chế tạo này. À, cay thật đang có hiệu ứng fly tự nhiên mình mất luôn ạ. Rồi chúng ta sẽ nhặt hết mấy cái này vào đây. Hiệu ứng fly là từ đôi giày. Chỉ có ba đôi giày ở đây thôi. Mà mình mặc vào thì chỉ có đôi giày gió đâu bạn. Hết rồi. Hay là đây. Đây làm gì cho mình hiệu ứng bay đâu. Rồi không bay được luôn rồi. Chắc là gãy cánh rồi các bạn. À chúng ta đào đi. Đây là game ultimate à. Ui cái này là ultimate chứ không phải là. Ultimate à. Xịn xò đấy. Ok chúng ta cứ đào đi đã xong rồi chế tạo sau. Ôi hai mươi mấy block luôn bạn. Tha hồ mà chế tạo luôn. Còn bên này là cái gì đây. Game này. Cái block game này lần đầu tiên mình thấy này. Cái gì đây. Jack game à. Ok Jack game. Jack game với chúng tôi. Chế tạo hết kiếm với cả cúp các bạn. Đấy. Là ngon ngay. Ok nha. Xong bên này nữa này. Bên này là cái game gì đây. Ôi dồi ôi, game này game tên. À cái game vừa nãy các bạn. Đúng rồi. Là một. Cái này tên nó hơi khó đọc. Chúng ta cứ tạm thời đào đi đã xong tính sau. Ui, sưu tập game. Ok 20 game 21 game là được rồi các bạn. Không cần nhiều đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cần game gió này. Đấy, cái này là gió phải không? À đâu cái này băng. À đâu cái này là gió mà. Vừa lấy mình nhầm là băng các bạn ạ. Sorry các bạn. Cái này là vừa lấy là mình nhầm là băng. Cái này là gió thôi. Đấy. Nhìn nó giống quá mà. Giống băng quá mà. Rồi bây giờ chúng ta đến đất này. Úi dồi đất luôn. Cục đất. Đôi rồi. Được đào chắc là tầm 20 block là ngon rồi. Đấy, bình thường là đất của các bạn là đào bằng xẻng phải không. Mà đất này là đất đào bằng cúp. Ok nhá. Bên này. Ui không có fly nên đi hơi khó. À chúng ta cứ đập lucky block đã. Bây giờ mình sẽ để hết vào trong cái dương ender nhỉ. Để hết mấy cái đó. Hết vào trong dương ender đi. Xong rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Ok. Ui nhầm. Rồi đập tiếp các bạn. Đây vẫn còn đâu đó khoảng mấy chục lucky block nữa cơ mà. Thao hù mà mình xử lý. Đó chúng ta có bánh này. Ui thêm một cái gậy gì nữa đây. Cái này có tác dụng gì chắc là. Ui biến mất luôn. Ghê vậy. Wow. Gậy này thì không có kỹ năng các bạn. Gậy này chỉ có sức sát thương thôi. Ui chạm vào một cái là. Ui biến mất luôn các bạn. Biến mất khỏi thế giới luôn. Cái này là chắc là. Chắc là đưa vào cái thế giới nào đó các bạn ạ. Ui mất luôn các bạn. Ghê thật sự. Không còn. Bình thường nhá. Bình thường là mình đánh là vẫn còn xác phải không. Còn cái này là mất tích luôn. Không còn xác luôn bạn. Ghê thật. Cái này là kiểu như là nó đưa vào một cái thế giới nào đó bạn. Chính xác là như vậy. Mất tích luôn. Mất xác luôn bạn. Đây là gọi là chết mất xác luôn. Đấy. Đến nỗi là người Ender mà còn không biến mất luôn. Ui cái này được ấy nhở. À
cái này chắc là mình sử dụng cho con rồng là thôi, nó biến mất luôn đấy, không còn. Ok, tí nữa xuống tính sau đi, tính sổ với con rồng sau đi. Chúng ta có lưỡi hái tử thần. Đấy, các bạn thấy không? Đánh là nó rơi xác ở đây này. Đấy, nó nằm ở đây luôn này. Nhưng mà đối với cái gậy vừa nãy thì thôi, các bạn thấy không? Không thấy luôn. Ui, rất là ghê. Rồi, lưỡi hái tử thần thì cũng 1003 sức tấn công. Tiếp nào. Không có cái gì này. Không có cái gì. Rồi, đây đây. Vô lý vậy. Mắc may mắn mà không cho mình cái gì, hơi cay nhá. Hơi cay cú. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục đây. Rơi lucky block này. Xem nào. Mẹ cho cái gì đây? Ui, một quả bóng này. Bóng gì đây, sao có đầu lâu gạch chén này. Ui, chết queo luôn. Wow. Ồ, cái này, bóng này sát thương cũng bình thường ạ. Nói chung là mình vẫn thấy cái quả bóng mặt trời xịn sò này xịn sò nhất các bạn. Nổ thì thôi, đừng hỏi vì sao luôn. Rồi, ok, lại nhận được game này. Thôi, game này mình có rồi. Xem là có game nào mới thì mình sẽ đào các bạn. Lại là game vừa đấy mình vứt đi rồi mà. Trời đất ơi, càng vứt nó càng ra nhiều này. Rồi, chúng ta có áo của gió này. Đó, áo của gió này. Đây, giờ lại có lại fly rồi này. Thế thì là vừa lấy là cái áo à? Nhưng mà làm gì, áo này làm gì đâu. Trời đất ơi, giờ lại có lại fly rồi các bạn. Chắc chắn là chỉ có gió đấy các bạn. Chỉ có cái đồ gió nó mới cho mình fly thôi. Nhưng mà bằng một nguyên nhân nào đó là mình mất fly. Ok, không sao, bây giờ có lại rồi. Rồi, chúng ta có một thanh kiếm. Mình nghĩ rằng là đây là thanh kiếm đến từ lửa các bạn. Đấy, bởi vì nó đang lửa cháy này. Lửa cháy bập bùng này. Rồi, đó đây. Ui. Đấy, mọi thứ xung quanh nó đều cháy hết. Ok, chúng ta lại nhận được thêm cái quần màu tím. Tím mộng mơ. À đâu, đây màu hồng chứ, quên mất. Rồi, đó đây, tưởng màu tím là anh em họ hàng với cả đôi giày kia cơ. Nhưng không phải các bạn, màu hồng. Ok, chúng ta lại nhận được thêm một cái áo này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn có hiểu tiếng này, tiếng Ả Rập Xê Út thì không? Đây, mình là mình không có dịch được ra rồi đấy. Mình nhìn thôi nó đã đau đầu rồi. Rồi, chúng ta nhận được green này. Cái này là chắc là sức mạnh của đến từ lá cây thiên nhiên. Rất là nhiều đồ nhưng mà toàn đồ gọi là. Rồi, lại là cái gậy này à. Bây giờ mình đang muốn là chế luôn cái set đồ kia bạn. Mình đang muốn là chế luôn cái set đồ kia, mình gọi là hứng quá rồi. Muốn chế luôn cái set đồ, mấy cái set đồ ở trong dương kia. Bởi vì là, ui, để này, ui, Phượng Hoàng Lửa, Phonix. Ôi, các bạn thấy không? Ôi, đó là sức mạnh đến từ con Phượng Hoàng Lửa. Đây, chúng ta sẽ đào hết xong rồi chúng ta chế tạo đồ nha. Rất là xịn sò, rất là xịn sò. 27 rồi, 27 block. Ok, đặt đầy nốt này. Uầy, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 set đồ. Wow, 7 set đồ luôn đấy. Không phải dạng vừa đâu. Trời đất ơi. Rồi, cái này có rồi. 7 set đồ đấy, không phải dạng vừa đâu. Ok nha, chắc là mình sẽ đập 23 cái lucky block còn lại. Bởi vì là bị thiếu các bạn, bị thiếu kim cương. Trời ơi, tìm mãi từ vừa nãy chưa có block kim cương luôn. Chúng ta sẽ cất mấy cái này đi, cứ cất mấy cái này đi xong tính sau nhá. Đấy, Coca Cola hay là Fanta thì cứ cất đi. Chúng ta sẽ chế tạo tiếp này. Ok, còn 5 cái chắc là 5 cái lucky block này mình đập bình thường thôi chứ không mắc may mắn được rồi. Ok, được một thanh kiếm gì đây. Ui, thanh kiếm. Wow, sức tấn công infinity luôn các bạn ơi. Ui, cầm vào một cái là full hiệu ứng luôn này. Ghê chưa. Này, các bạn thấy bình thường nha, mình cầm vào này. Ui, full luôn. Tuy rằng máu không tăng nhưng mà tăng full áo giáp luôn. Áo tăng sát thương à đâu, tăng áo giáp magic luôn bạn, pháp thuật luôn. Ui, mọi vật đều cháy luôn bạn. Ui, trời ơi, nó sức mạnh dã man luôn cái thanh kiếm này ạ. Ui, mình sử dụng kỹ năng một cái nó bị bật ra ngoài luôn. Ui, ghê. Nói chung là ghê lắm các bạn ơi. À, thanh kiếm gì đây, mình còn không nhìn thấy tên luôn này. Đại khái là một thanh kiếm nào đó, nó chắc là nó liên quan đến. Ui từ nha, mình chắc là mình sẽ cất nó vào dương đã. Chắc là nó liên quan đến cái đâu đó khoảng cái game này, cái Mori game hoặc là cái này. À luôn là nó mạnh dã man luôn. Ui. Ui, mạnh kinh khủng khiếp luôn bạn ơi. Hình như là sao nào? Đây, liên quan đến block game này các bạn. A blue cái gì lorry này. Wow. Mạnh kinh khủng khiếp. Thôi, mình không dùng nữa nha các bạn, tạm thời mình để ở đây đã. Đến cuối mình dùng đi. Mạnh quá trời luôn các bạn, sử dụng một kỹ năng thôi mà nó bị văng game luôn. Ghê thật sự. Rồi, chúng ta đập. Rồi, sau đó thì chúng ta đập đập lucky block không được cái gì luôn này.
À đây rồi, được cái áo nước rồi. Ok, hai cái này là khác nhau à? Một cái nước xịt, một cái nước lẩm à? Trời đất ơi, này các bạn thấy không? Cái này nhạt hơn, cái này sẫm hơn này. Ok, chúng ta nhận được cái gió phải không? Ok, cái này mình có rồi. À, nó mạnh thật. Nó mạnh thật sự luôn. Tí nữa mình sẽ test thử với cái con rồng là các bạn biết sức mạnh của nó như thế nào. Nhìn cái sức tấn công là các bạn đã biết rằng là nó như thế nào rồi. À, Infinity luôn ạ. Không thể đếm được. Cái này, số này là số không thể đếm được. Ok, chúng ta nhận được một cái quần màu tím này. Tím mộng mơ đây giờ. Đấy, chúng ta nhận được một đôi giày. À, đôi giày này là cùng với bộ này này. Ok nhá, giày ít à. Đây, mình sẽ cứ để đây đi. Tí nữa sẽ tính sau. Uầy, đây này, đây mới là lửa này các bạn ơi. Ok, đây là mới là sức mạnh của lửa này. Uầy, cái này giống kiểu dung nham lava hơn này. Anh em họ hàng với nhau hết. Wow, chúng ta có rất là nhiều block. Rồi, mình sẽ đào mấy block này đi. Sau tí nữa phân tách ra tính sau nhá. Uầy, tính ra là có 8 set đồ rồi bạn. 8 set đồ rồi. Rất là nhiều luôn ạ. Uầy, tí nữa mình chế con này tha hồ luôn. Rồi, chúng ta có cái gì đây? À, gemstone, cái này là gió này. Ok, gió nhá. Thôi, mình cứ nhặt được cái nào hay cái đấy thôi. Bởi vì là xem nào, mình nhớ rằng hình như là thiếu nước các bạn. Ở đây các bạn có thấy thiếu nước không? Đấy, thiếu cái set đồ màu xanh. Chắc là phải có tầm... Ui, cái này cái gì đấy? Bóng nước à? Ok, vừa nãy mình có rồi. Kiều này. Ờ, có đôi giày lửa này. Thực ra này mình không cần nhặt cũng được các bạn. Tí nữa mình chế tạo luôn. Cần gì nhặt đâu. Rồi, chúng ta còn 5 block này nữa thì không có mắc may mắn được rồi. Đấy, do rằng là mình lấy thiếu kim cương. À, chúng ta có Morit à? À, Morit là set đồ này tí mình chế được này. Ok nhá. Rồi, ui, có táo gì đây? Ui, táo lửa phải không? Ăn xem nào. Wow. Trời đất ơi. Ui, táo này xịn đấy. Mình nghĩ rằng là quả táo này là quả táo xịn nhất mà mình từng ăn đấy. Trời đất ơi, vừa nãy ăn toàn quả táo lẩm rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đào chặt gỗ đã. Chặt gỗ đã, sau đó mình làm bàn chế tạo này, làm dương với các thứ này. Mình để cho các bạn những cái set đồ hoàn chỉnh luôn nhá. Đấy, hoàn sà chỉnh luôn. Ok, bây giờ chế tạo một cái bàn chế tạo này. Chế tạo một cái, hai cái dương các bạn. Đó, hai cái dương là chúng ta sẽ có một cái dương lớn. Ui ôi. Từ từ, hạ cánh. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chế tạo lấy ít gậy các bạn. Ê, ít gậy để mình có thể là chế tạo được cái vũ khí. Ok, vũ khí. Đây, giờ thì mình sẽ phân tách ra nhá. Bây giờ là mình sẽ để cái dương Ender đây này. Chúng ta sẽ bỏ những cái block game này ra. Chắc có lẽ rằng là mình sẽ cất hết cái này vào đây. Cất hết cái này vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một set hoàn chỉnh luôn. Đấy, mình biết rằng là nó sẽ thiếu set đồ liên quan đến nước. Nhưng mà không sao. Chúng ta... Trời ơi, không quan tâm lắm. Set đồ đấy mình nghĩ rằng nó không có VIP. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo này. Đầu tiên là lửa phải không? Ok nha, mình cất. À đây, lấy cái này ra đã, lấy cái này ra. Cất mấy cái đồ không cần thiết đi. Mấy cái đồ này mình dùng rồi thì mình cất đi. Đấy, bây giờ là chúng ta bắt đầu đến sức mạnh đến từ vị trí của lửa. Được game lửa này. Chế tạo này, ui, chế tạo lên trên các bạn. Cái này là phải chế tạo lên trên thì mới được, chứ nó không chế tạo linh tinh được. Đấy, ui, được của nó không các bạn. Đôi giày này. Vũ khí xem nào, có cúp không? Có cúp lửa luôn các bạn. Úi dồi, có cúp lửa luôn. Có kiếm không? Có sẻng này. Ui, full set dụng cụ luôn đấy. Wow, xịn nhờ. Đấy, già. Rồi, ô, kiếm lại chế cái này lại không được à? Cái này lại không có kiếm à các bạn ơi. Rồi, ok, không có kiếm thì cứ từ từ. Rồi, có set dụng cụ luôn. Rồi, mình test thử luôn. Ui, cầm vào thì chắc chắn rồi. Lửa mà, cầm vào là cháy mà. Ui. Đấy, lửa cầm vào là cháy mà. Chặt cũng khá là nhanh. Thử dùng cái cúp để đi mai xem nào. Bình thường các bạn. Nó 5 sức tấn công à. Nó cũng nói chung là như cúp kim cương thôi. Hiện tại mình đang có cái vội vàng ấy, đâm ra nó mới nhanh như thế này. Chứ còn bình thường là chắc là như cúp kim cương thôi. Ok, chúng ta sẽ tạm thời cất đi. Mặc nguyên một set đồ lửa vào xem nào. Ui. Trời đất ơi, nhìn như kiểu ma luôn ạ. Wow. Trời đất ơi, nhìn nó cũng giống như kiểu là. Ui, bạn thấy không? Xịn sò con bò không? Cũng được đấy. Cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nhưng mà mỗi tội là hơi nóng các bạn. Mùa hè mặc cái này là hơi nóng. Nên thôi tạm thời cất đi. Mình sẽ tìm set đồ gọi là xịn sò nhất cơ. Nếu set đồ này nó cháy thì không xịn rồi. Set đồ mình đoán là không xịn rồi. Ok, cất vào.
Đấy, tiếp đến là cái ô đâu rồi, bàn chế tạo đâu rồi? À đây. Tiếp đến là set đồ khác đi. Chúng ta cất lửa vào đây. Tiếp đến là gió nhỉ. Gió nè. Đấy, mình sẽ không cần nhiều đâu. Mũ này, quần này, áo này. Ui, áo là cái cánh các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có đôi giày ở đây rồi. Ok. Áo là cái cánh và chúng ta có thể ui, nguyên một set đồ sức mạnh của gió. Ui, bay được chắc chắn rồi. Gió là bay được cái chắc chắn rồi bạn. Thử chế kiếm các bạn. Chắc là mình sẽ tập trung chế kiếm với cả cúp thôi. Chứ không chế linh tinh. Cúp vẫn là 5 này. 5 thì thôi mình không chế nữa. Rồi không có kiếm. Không chế được kiếm rồi. Có vẻ là không chế được kiếm các bạn ạ. Đây. Đang không chế được kiếm. Ê, chịu rồi. Không mình cái set đồ này là có kiếm nhưng mà mình nghĩ rằng là chế kiểu gì ấy chứ. Ok nhá. Chúng ta sẽ tách tiếp đến set đồ khác đi. Set đồ này thì nó có hiệu ứng fly. Đại khái là hiện tại là mình đang có cái sức mạnh đến từ quả táo, đâm ra rất là nhiều hiệu ứng. Là cứ để đây đã. Tiếp đến là cái gì đấy. Đây này, cái sức mạnh đến từ đây, chính là cái game này các bạn. Chính là cái game này này. À đâu, phải không nhỉ? Đúng rồi, đúng, chính xác là nó rồi. Thử chế tạo kiếm xem được không. Ô, cái này không chế tạo được kiếm này. Mình nghĩ rằng là cái công thức chế kiếm là cái khác các bạn ạ. Nó là cái khác chứ không phải là công thức chế như bình thường nữa. Khó hiểu thật. Hay là đây nhỉ? Không được. Hay là đây. Để nhá, thử chế tạo block nào. Không được. Cái này thì chịu rồi. Ok, cái công thức này rất là đặc biệt đấy. Hoặc là không chế được các bạn, chỉ có trong Lucky Block thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo set đồ đây. Đấy, set đồ hoàn chỉnh này. Đấy, chính là cái set đồ mà mình khen VIP đấy. Là nó đấy các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ chế đôi giày nữa. À, đôi giày rồi. Wow, mặc vào luôn nhé. Wow, xịn chưa? Trời đất ơi. Nhưng mà mỗi tội là máu hơi ít. À, chúng ta có fly này. Được vết nhờ. Full bởi vì là cái hiệu ứng bây giờ mình đang hết rồi mà. Đấy, thế nên mình mặc vào một cái là full hiệu ứng luôn. Ghê đấy các bạn, không phải dạng vừa đâu. Hơi bị ghê đấy. Ok nhá. Xịn sò con bò nhá. Có quả kiếm này nữa thì thôi. Kiếm này là kiếm legendary đấy các bạn. Rồi, tạm thời mình cất cái này đi. Cất cái này đi. Còn Ultimate Game à. Ừ, thử chế tạo đồ Ultimate xem như thế nào. Nghe đồn là Ultimate rất là xịn phải không? Đây, Ultimate là cái màu vàng à. Ui. Rồi, ok. Xem là đồ Ultimate nó như thế nào. Cái mũ nữa phải không? Ok, cái mũ này. Mình sẽ thử chế tạo cái kiếm xem là có được không nhỉ? Không được luôn. Cái này công thức chế tạo kiếm khác rồi. Không phải như bình thường rồi. Mặc vào này. Đấy, đồ Ultimate này. Đồ Ultimate thì cũng bình thường các bạn. Không nhiều hiệu ứng bằng cái đồ vừa nãy rồi. Nhìn là biết các bạn ạ. Nhìn là biết rồi. Không VIP bằng các bạn đây. Cất. Được rồi. Đồ này là vừa có fly mà vừa có rất là nhiều chỉ số luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ đến đây, đến cái game rách game nè. Xem rách game nó cho mình cái gì nào. Ui, đồ. Cái đồ rách game này nhìn giống như kiểu là đồ công nghệ ấy. Số giữa các thứ. Ô, cái này không chế được này. Rồi, cái này chắc là để trưng thôi. Ok, cái này không chế được các bạn. Đến cái game đất này nè. Game màu xanh xanh này chắc là chế ra đồ màu xanh à. Đúng rồi. Trời đất ơi. Rõ ràng là game đất. Thôi, game màu xám xám chế ra đồ màu xanh. Trời đất ơi. Vô lý thật sự. Ok nhé, không sao. Giờ này mình sẽ chế nó cái quần. Đấy, xem nào, chế. Cái này không được. Chỉ có công thức khác rồi các bạn. Hình như là tất cả mọi cái cúp ở đây nó đều bằng nhau hết. Nó đều là 5 sức tấn công các bạn ơi. Rồi, cái này thì bình thường các bạn. Cái này là đất kết hợp với lá cây. Chắc là thế. Nên nó mới màu xanh với cả màu nâu nâu. Ok. Đây, đồ này bình thường quá. Rồi, chúng ta cất đi. Bình thường quá các bạn ạ. Nó không VIP lắm. Rồi, đến Mori Game nè. Xem cái Mori này là xịn sò. Đấy, cái này thì chắc là có vẻ là nhìn lấp lánh thế này nó xịn sò đấy. Rồi, mình sẽ chế tạo cái áo, cái quần à. Mori này, cái này giống như kiểu mặt trăng vậy. Chúng ta sẽ có đôi giày này. Cái này là bạn nào học tiếng Nga là bạn đấy biết này. Mình chỉ biết tiếng Việt thôi, khổ lắm. Đây, chúng ta sẽ mặc vào Mori. Cái này cũng bình thường. Có mỗi mấy hiệu ứng thôi, có Revival, có Climbing. À, cái này thì mình có sẵn rồi.
có fly, có repair. Nói chung là không VIP lắm. Chỉ có set đồ mình vừa nãy, set đồ này là VIP nhất thôi. Ultimate cũng không VIP các bạn ạ. Ok, mình mặc vào nha. Đấy, cộng thêm cái kiếm này nữa. Trời ơi, cái kiếm này thì thôi bá đạo luôn. Đúng là cái set đồ này mình đoán là cái set đồ gọi là khủng bố nhất ở đây rồi. Khủng bố nhất rồi các bạn. Phonic à, Phonic chế xem nào. Còn Phonic nữa. Đấy, ôi, các bạn thấy không? Phượng Hoàng đấy, Phượng Hoàng Lửa đấy. À, chúng ta sẽ chế Phượng Hoàng Lửa. À, ok, Phonic này. Thử xem là Phượng Hoàng Lửa nó xịn sò như thế nào. À, có đôi giày nữa. Ok nhá. Đây, cả cái này ra này. Mặc vào này. Mặc vào này. Ồ, cũng bình thường các bạn này, cũng giống như kiểu đồ đồ Mori vừa nãy. Không khác gì luôn. Nó có kháng lửa nữa các bạn ạ. Rồi, mặc cái này vào đi. Tóm lại bây giờ mặc cái này vào. Đi xuống chiến đấu với con rồng các bạn này. Giờ mình sẽ lấy chắc là chả cần quả táo hay là đây có mỗi quả táo này là VIP rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ xuống dùng tay oánh con rồng các bạn. Thử xem rằng là một oánh bằng tay nó có chết không. Ui, chết giờ rồi, chỗ này bị thiếu rồi. Thôi nha. Đây, lấy đất vào để lấp vào đây đã. Cay thật. Thế mà cũng bị thiếu đất ạ. Đây, xem vào đây nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm cánh cổng đấy em đã. Ngon ngay các bạn ơi, làm đơn giản mà. Chúng ta sẽ vào để thử uýnh con rồng xem nó sức mạnh con rồng nó như thế nào. Nó có VIP hơn cái set đồ của mình hay không, hay là set đồ mình VIP hơn. Bây giờ thì mình sẽ lấy đâu nhỉ? Chai Fanta này. À đâu, Fanta chắc là không cần. Đây. Rồi hết rồi. Thế này được rồi. Ăn đây vào. Đấy. Ok, thôi đi, xuống đi. Đấy, bây giờ mình sẽ bay lên dòng đầu ấy nhỉ. Mình sẽ chưa sử dụng thanh kiếm vội, mình sử dụng nắm đấm của mình trước đã. Nào, đứng lại coi. À, đứng lại em ơi, đứng lại. Ui, đấm một cái mà cũng đau đấy. Tuy là mất ít máu rồi. Ok, đến thời kỳ dùng thanh kiếm này. Ui, chết queo luôn. Các bạn đã biết rằng là nó VIP như thế nào rồi phải không? Đấy luôn, mình không dám sử dụng cái kỹ năng luôn. Đấy, đống này đang bị cháy này. Mình không dám sử dụng cái kỹ năng của cái thanh kiếm này, bởi vì là mình sợ là nó bị văng game các bạn. Cái sức mạnh nó quá lớn mà game nó không chịu được ấy, nên nó bị văng nên mình không dám sử dụng thôi. Uầy, sau khi mình đánh một cái thôi, chết cái con chết con rồng mà ở chỗ này nó nổ này. À, nhìn xem. Uầy, nổ banh chành cái khu dưới này luôn ạ. Ghê vậy. Quá lợi hại. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì mình đã tìm ra được cái set đồ VIP nhất ở trong cái Lucky Block Superland. Đấy, sức mạnh đến từ trái đất. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.